Anh chưa có quyết định gì về Trang Anh hết hả? Giờ đây anh đang rối trí lắm. Anh đã cố yêu, cố tin rằng tình cảm của anh có thể thay đổi được Trang Anh. Nhưng em thấy đó, càng ngày cô ấy càng cho anh thấy rằng anh đã sai. Nhưng mà em biết anh vẫn còn rất yêu Trang Anh, đúng không? Em nghĩ là anh đã có quyết định của mình rồi. Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em là để tham khảo và quyết tâm hơn thôi, phải không? Đúng. Bây giờ anh đang rất là phân vân. Nữa anh muốn tha thứ cho cô ấy. Nữa anh muốn dứt khoát quên cô ấy luôn cho rồi. Bây giờ chỉ có em mới cho anh được lời khuyên đúng đắn nhất. Theo em, anh phải làm sao đây? Thật ra ý của em là chỉ để anh tham khảo thôi. Còn bản thân anh phải có quyết định kìa. Nhưng mà anh tin em nói đi, Trang Anh nó yêu anh thật lòng đó. Anh có một câu hỏi hơi riêng tư một chút. Em đừng giận anh nha. Nếu như Minh Quân quay trở lại và xin em tha lỗi, thì lúc đó em có tha thứ cho anh ta không? Trường hợp của anh khác em quá mà. Nếu như anh Minh Quân thật sự anh muốn quay lại với em, chắc có lẽ là em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không phải là vì tình yêu đâu, mà là vì con của em. Tiếng em đi đường đông nhìn màu sương khói mờ. Một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chết lặng em say tình yêu. Dấu yêu xưa giờ đây khuất xa xa mờ. Chẳng ai kia tình yêu em ra đùa chơi. Dẫm lên hoa hồng gái, lên say tình xa vắng rồi. Và chân em qua bóng nỗi, những toàn tình trong phút giây đã xa hồng ngàn. Chung khơi, nhìn về đêm đêm khẽ bước, có ai còn đứng trong vời.
gió khát, muốn để những dấu chân người và cơn phong ba bao ta xóa tan mong đời. Giấc mơ lâu đài trên cát, con sông cuốn đã trôi đi theo dòng đời. Chắc chiều những lời ru buồn và ngọn nến mãi lung linh trong vườn sẽ nâng niu tình anh trong hoài mơ. Lối em đi đường đêm mịt mù sương khói mơ. Một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn, chỉ lẫn em say tình yêu. Dấu yêu xưa giờ đây khuôn xa xa mơ. Trách ai kia tình yêu em ra đùa chơi, dẫm lên hoa hồng gái mến say tình xa vắng rồi. Bàn chân em qua bóng tối, những toàn tình trong phút giây đã xa ngột ngàn. Chúng khơi về đêm đêm thế bước, có ai còn đứng trong vời, và em nhận ra mình anh trong bóng đêm buồn. Đường về đêm đêm khẽ bước, có ai còn đứng trong vời, và em nhận ra vì em trong bóng đêm buồn. Cơn gió khát cuốn đi những dấu chân người, và cơn phong ba bao ta xóa tan mong đợi. Giấc mơ lâu đài trên cát, cơn sóng cuốn đã theo dòng đời. Chiếc chiếu những lời ru buồn và ngọn nến mãi lung linh là anh hả? Là anh đây. Anh, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Em còn yêu anh nhiều lắm, cho em một cơ hội cuối cùng này nữa thôi. Cái gì mà bí mật dữ vậy? Thì cứ làm theo hướng dẫn đi rồi biết. Rồi, đứng xuống nha. Rồi. Đưa tay ra. Đưa tay ra phải không? Cầm lấy nha.
Đây này. À, bây giờ anh đếm 1, 2, 3. Giật tấm vải này xuống rồi mở mắt ra nha. Ừ. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Giật xuống. Tên, tên, tên. Sao em thấy đỏ lét à, thấy gì đâu. Ủa, trời đất ơi, không lột cái khăn che mắt ra. Thì anh nói em mở mắt ra chứ có kêu em lột cái khăn che mắt ra đâu. Không, quên. Rồi nha, chuẩn bị nha. Ừ. Bây giờ anh cởi cái khăn này ra cho nha. Rồi, nhắm mắt lại nha. Ừ. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là mở mắt ra nha. Ừ. 1, 2, 3. Chú chú. Sao? Ờ, tấm hình này ở đâu vậy? Sao anh có? Vậy mới bất ngờ chứ. Nhưng mà trạng thái gì kỳ cục vậy? Em nhớ là em đâu có làm mẫu cho anh vẽ đâu. Hôm trước á, lúc chăm sóc cho anh á, cái em cứ tưởng anh ngủ quên rồi, cho nên em ra cửa sổ đứng bần thần dưới gương mặt giống thế này nè. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc đó, do đó anh vẽ bức tranh này tặng cho em. Hay quá ha. Tại sao lúc người ta vui vẻ không vẽ, tự nhiên đợi cái lúc người ta mặt kỳ cũng chết vẽ. Nhưng mà anh thích gương mặt này. Gương mặt này nó thể hiện được là lúc nào em cũng quan tâm, lo lắng, thương là nhớ nhung anh. Hay quá, nói vậy là bức tranh này anh vẽ cho anh rồi, chứ đâu phải vẽ tặng em đâu. Em chỉ thích tấm nào vui vẻ, tươi rói, như vậy á cái mặt mới xinh được chứ. Không có, anh vẽ tặng cho em mà, chứ tặng cho anh chi. Anh vẽ bức tranh này để cho em thấy rằng lúc nào em cũng nhìn nó, cũng biết rằng anh lúc nào cũng luôn theo dõi em, quan tâm em và si tình em. Ê, nghe cái gì mà sớm muốn chết vậy. Ước gì thời gian kéo dài mãi nha, để hai đứa mình lúc nào cũng vui vẻ gì hết. Thì cứ sống trọn hết mỗi phút mỗi giây đi, thì anh sẽ thấy thời gian nó dài thược chứ gì. Anh sao vậy? Anh à, anh bị sao vậy hả? Không sao, chắc hồi nãy cổng em bị mệt quá nên say sẩm trong mặt chứ không gì. Anh á. Hết rồi. Ai biểu cổng người ta, nói là có chuyện gì bí mật đó, làm cho người ta bất ngờ rồi hả tự động cổng, chứ ai bắt đâu dở hả than thân trách phận hả. Thì có nói thừa em đâu. À. Này, qua đây đi. Ngồi xuống đi. Uống nước nha. Có chuyện này á, anh muốn nói với em nè. Chuyện gì? Ngày mốt má lên đây ở với hai đứa mình. Gì vậy? Anh vừa nói gì đó? Anh nói là ngày mốt má lên đây ở với hai đứa mình. Vậy má ở đây bao lâu? Anh cũng không biết nữa. Má chỉ gọi điện lên, má nói là ngày mốt má lên đây thôi. Vậy anh ở đây với má đi, em đi chỗ khác ở. À, sao vậy? Má có làm gì em sợ hả? Em thì em không có sợ má, nhưng mà anh biết là em rất là kỵ cái chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Làm sao em biết được, trong cái thời gian ở chung má nảy sinh mâu thuẫn gì đó, rồi mất công chuyện này chuyện nọ nữa. Thôi né trước cho chắc ăn. Nè, không sao đâu, má anh hiền khô à, đừng có sợ. Hiền cỡ nào cũng vậy hết trơn á, làm sao tránh được bất đồng thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Anh cũng biết cái tánh em rồi, nóng mà dễ tự ái lắm. Rồi hả, nhiều chuyện xảy ra không kiềm chế được, lúc đó hậu quả sẽ khó lường lắm á. Má không có làm gì hết trơn, em đừng có lo. Không sao hết, yên tâm đi. Thiệt không? Thiệt, anh bảo đảm á, không bao giờ xảy ra chuyện này. Anh nói thì anh nhớ giữ lời nha. Nếu mà em á, với má mà có chuyện gì xảy ra đó, là em đi luôn đó cho biết. Dạ, thưa vợ. Vợ dạ. Nè. Thôi thôi, 1, 2, 3, 5. Anh à, em tối qua sai quá, không ngủ miếng nữa đi. Vậy nấu chi cho mất công vậy? Hãy mình ra ngoài ăn cũng được mà. Anh ngồi xuống đi, em muốn tự tay chăm sóc cho anh mà. Nè, món này là lần đầu tiên em nấu đó, anh ăn thử coi có ngon không. Chưa ăn cũng thấy đã ngon nè. Ăn thử đi.
sao? Ngon. Em ăn đi. Rồi em ăn nè. Vợ yêu ơi, vợ yêu. Đi kinh. Ôi trời, em ngủ mà anh để cho em ngủ đi. Hôm qua em làm hồ sơ tới 2-3 giờ sáng luôn á. Anh biết, nhưng mà ráng dậy chút đi. Trưa nay anh cho em ngủ bù. Giờ anh đi đón má lên. Má lên nó thấy em còn ngủ, kỳ lắm. Trời ơi, em không biết đâu. Sao anh nói là má hiền lắm. Em không biết đâu, em phải ngủ để giữ gìn sức khỏe. Qua người ta làm mệt nhọc cũng chết đi được, bắt người ta dậy sớm lên là sao? Thì má hiền lắm, nhưng lần đầu á phải tạo ấn tượng tốt chứ. Ráng nha. Thôi, anh đi đón đi, đi đón má đi. Em chúc em dậy. Anh đi. Đó, ngoan nha. Vô đây đi má. Má ngồi xuống đi. Uống miếng nước nha. Vợ con đâu rồi? Chắc đi vòng vòng đây đó. Hay là trên phòng gì đó. Thu Sương ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thu Sương. Sương nó biết bữa nay má lên tới không? Dạ biết chứ. Tụi con biết mấy bữa nay rồi. Tụi con mừng lắm đó. Để con lên phòng tìm cậu nha. Thu Sương ơi, có má tới nè em ơi. Sương. Dậy, 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 dậy đi em. Dậy, dậy, dậy. Để cho em ngủ làm chút lên đi mà em mệt lắm mà. Má tới rồi kìa, dậy đi, dậy. Trời đất ơi, dậy. Con gái gì mà ngủ trưa trời, trưa trật vậy rồi còn làm gì được nữa. Ơi dạ, con chào má. Má, tại hôm qua có chuyện đột xuất, tôi Sương phải làm cho xong việc tới 4 giờ sáng mới ngủ đó má. Bọn trẻ tụi con bây giờ sướng thiệt đó nha. Chứ hồi xưa lúc má về làm vợ ba con, khuya cả nhà ngủ hết rồi đó, má mới được ngủ. Sáng hả, mới có 4 giờ thôi là phải thức dậy, nấu nước, pha trà, quét sân, rồi cho gà, cho heo ăn nữa. Cái gì mà ngủ tới giờ này không biết nữa. Không phải, bình thường vợ con ngoan lắm, thức khuya dậy sớm. Tại hôm qua có chuyện mà má. Thôi nè, xuống uống nước đi. Xuống nhận nước nha. Trời ơi, chết tôi rồi. Anh hai ở dưới có biết má lên đây ở với tụi con không má? Biết chứ sao không biết. Má giận anh hai con nên má mới lên đây nè. Trời, má giận? Má giận chuyện gì vậy? Cho con nghĩ coi, má mang nặng đẻ đau, nuôi tới bị lớn, chạy mà ở với nó, nó nói má khó tánh, nó nói má thế này thế kia, má bực bội quá, má bỏ dưới quê má lên đây má ở với tụi con. Má lên đây ở với tụi con á, tụi con mừng lắm. Ủa, mà sao giờ trưa trời trưa trật rồi mà không thấy cơm nước gì hết trơn, lấy gì ăn vậy? Dạ. Tại vì má mới lên cho nên là hai vợ chồng con tính là đưa má ra nhà hàng ăn. Ở ngoài nhiều đồ ăn ngon lắm á. Thôi 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 thôi, má không đi ăn nhà hàng đâu. Vừa tốn tiền mà vừa mất vệ sinh nữa. Ở nhà đi, có gì ăn ở nấy nha. Hai má con mình vô bếp nấu chừng chút xíu là xong mà con. Đi con. Dạ đi. Má để con phụ với má cho. Vợ con sắp tới giờ đi làm rồi, để con lên chuẩn bị đi. Gì sắp tới giờ?
Gì đâu trễ giờ, lẹ lắm mà. Mà nhà con nay có trứng vịt không? À, dạ có. Có rau muống không? À, dạ không có rau muống, nhưng mà con mới mua rau cải. Thôi cũng được. Bữa nay bữa đầu tiên. Dạ. Má ăn rau muống, rau muống hay là rau cải gì đó cũng được với trứng luộc ha. Dạ. Hai má con mình vô bếp đi con, hai má con mình vô bếp đi. Con để con phụ với má cho. Em lên chuẩn bị đi, sắp tới giờ đi làm đó. Dạ dạ. Cái gì mà sắp tới giờ làm như tao không biết giờ nào đi làm vậy đó. Mà ai đời đàn ông con trai mà lại vô bếp con. Ngồi đó để má với vợ con đi vô bếp được rồi. Đi con, hai má con mình đi. Đi. Dạ. Kệ nó mà, đi. Tiêu rồi. Mẹ, mở ra cho con coi đi. Mẹ. Tại sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ cũng không ngờ nữa con ơi. Mẹ đụng nhầm ổ kiến lửa rồi. Tụi nó mafia lắm. Mẹ không dám chống cự, mẹ không dám làm điều gì hết con ơi. Nhưng mà tại sao chứ? Người đàn ông đó là ai? Ai đã làm mẹ ra nông nỗi này? Bây giờ mẹ à, bây giờ mẹ phải nhờ tới pháp luật. Không được đâu con ơi. Ông ấy rất là giàu có. Lúc đầu mẹ nhìn thấy vợ của ông ta cũng hiền lắm. Nhưng mà mẹ không ngờ bà ấy dám làm như vậy. Còn người đàn ông đó, khi mẹ bị như vậy thì ông ta cũng quay lưng với mẹ luôn. Con ơi, mẹ không dám làm gì hết. Làm sao mà mẹ dám đi thưa? Nếu mà mẹ đi thưa thì mẹ mất mạng luôn chứ mẹ không sống như vậy đâu con ơi. Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi. Còn có con nè, con sẽ lo cho mẹ. Bây giờ mẹ có cái gương mặt xấu xí như vậy, mẹ nhục nhã lắm. Mẹ tầm tuổi này rồi, mẹ già tầm tuổi này rồi mà mẹ không ngờ mẹ bị như vậy. Mẹ không dám ra ngoài đường, mẹ chỉ muốn chết mà thôi con à. Nhưng mà con biết không, mẹ cứ đi bác sĩ thẩm mỹ, người ta nói là mẹ có thể là sửa lại khuôn mặt của mẹ tương đối là như cũ. Nhưng mà bác sĩ nói là cần nhiều tiền, cần rất là nhiều tiền, mà mẹ không thể nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Đàn anh ơi, chỉ có mình con là con phải giúp mẹ thôi. Nếu mà con không giúp mẹ thì mẹ chết cho rồi, cho mẹ không chấp nhận được cái gương mặt xấu xí này. Chỉ có con mới cứu mẹ thôi. Trời anh ơi. Mẹ à, mẹ đừng có lo nữa. Con hiểu rồi. Con sẽ giúp mẹ. Con sẽ lo cho mẹ thật là nhiều tiền để mẹ chữa gương mặt của mẹ. Nhưng mà mẹ phải hứa với con một chuyện. Con nói đi. Bây giờ con kêu mẹ làm cái gì với mẹ cũng làm hết, miễn sao là trả lại khuôn mặt cho mẹ như trước đây là được rồi. Con nói đi, chuyện là chuyện gì mẹ cũng hứa hết mà con. Sau khi mà hồi phục, con không muốn mẹ qua lại với bất kỳ một người đàn ông bất chính nào nữa. Con đã đánh đổi rất là khó khăn để giúp cho mẹ. Dạ con chỉ có một lần duy nhất này có thể giúp mẹ được thôi. Nếu như mà mẹ tái phạm nữa thì sau đó người chết là con chứ không phải là mẹ đâu. Mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi con. Sương nè, má nói cho con nghe. Hồi xưa lúc má đi làm dâu đó, trong nhà không có lúc nào mà thiếu đồ ăn hết trơn á. Lúc nào má cũng phải chuẩn bị đầy đủ hết trơn mọi thứ trong nhà. Bữa nay tạm về nha. Ngày mai đó, má sẽ tập cho con biết cách tính toán thế nào là nội trợ trong gia đình. Ai đời cái tủ lạnh gì mà chỉ toàn là trứng với rau cải gì không à. Làm vợ như vậy là phải còn học thêm nhiều lắm đó con.
Dạ thôi má với anh ăn tiếp, con xin phép lên lầu chuẩn bị để đi làm, trễ giờ rồi. Nè, hồi má làm dâu á phải đợi cho gia đình chồng ăn hết, dọn dẹp rồi rửa thì mới gọi là xong. Má, giờ con lên chuẩn bị đi làm sắp trễ giờ rồi, để con lên chuẩn bị đi. Có làm sao vậy? Trời đất ơi, mấy cái chuyện này là để cho vợ con nó làm, nó là nội trợ, ai mà đàn ông mà vô bếp làm cái này. Thì con chỉ dọn dẹp sơ sơ thôi, rồi chiều vợ con đi làm về thì rửa chén. Nghe, chiều về rửa chén nha. Thôi vậy cũng được, thôi vậy con đi làm đi. Dạ, thưa má con đi. Ngon hả má? Má uống nước đi. Uống nước xong á rồi lên phòng nghỉ ngơi, để ở đây con dọn dẹp cho. Sao vậy? Con có vợ rồi thì phải để vợ con làm mấy chuyện này chứ, đàn ông mà làm gì? Thì con dọn dẹp sơ sơ thôi, chiều cổ về cổ rửa chén. Má nói con không nghe hả? Vợ con nó đã nói là chiều nó về nó hứa nó rửa chén rồi mà. Thì có mấy cái con rửa cho nó xong luôn má. Con, má nói nè, để vợ con nó làm đi, con chiều nó riết vậy rồi nó hư thân ra. Như má nè, hồi xưa má làm dâu đó hả, bà ngoại rồi bà cố con phải nghiêm khắc với má từ chút, bởi vậy má mới giỏi giang. Con phải để cho vợ con làm là mới nên người chứ con. Thôi, để đó đi nha, để đó. Trời đất ơi, con cái gì mà như vậy, không có dạy là không có được rồi. Có chuyện gì vậy má? Nè, vô coi, vợ con đi làm cái gì mà giờ này chưa về coi đó, nguyên đống chén còn y chang vậy. Trời, con nói để con dọn dẹp cho, má không cho. Trời ơi, cái vấn đề không phải là cái đống chén chưa rửa, ý má đó là muốn dạy cho con Sương nó trở thành dâu hiền vợ đảm. Thì vợ con là luật sư thì nhiều lúc công việc lô bô vợ chưa về, tối cô về cô dọn cho. Trời đất ơi, sao má nói cái gì rồi con cũng cãi, con cũng binh vợ con hết trơn vậy? Má chỉ muốn tốt cho con thôi. Dạ con chào má. Dạ hôm nay ở trên văn phòng á con nhiều việc quá nên con phải nán lại để làm cho xong giấy tờ nên con về trễ. Biết rồi, lúc nào cũng có lý do hết trơn á. Thôi trễ lắm rồi, vô dọn dẹp rồi nấu cơm nấu nước đi. Dạ thôi má với anh ăn trước đi, hồi nãy ở trên văn phòng á con đói quá nên con ăn trước rồi. Bây giờ con lên thay đồ rồi con nghỉ, tối con còn làm việc nữa. Nè, dầu con không ăn nhưng mà con cũng phải dọn dẹp rồi nấu cơm cho mẹ với chồng con ăn chứ. Dạ, vì để con vô nấu. Thank you.
Anh đừng có uống nữa, em xin anh đó. Còn tránh xa tôi ra đi. Cô tới đây làm gì? Anh đừng có uống nữa, có chuyện gì vậy? Cô muốn biết à? Được, tôi nói cho cô biết. Ông trời á, ông không có muốn cho cô bịt cặp mắt của tôi nữa, cho nên ông cho tôi thấy hết rồi. Tôi ngạc nhiên lắm luôn. Tôi ngạc nhiên là tại sao cô còn bước tới căn nhà này của tôi. Cô làm tôi khổ chưa đủ hả? Cô thích chơi trò bắt cá hai tay lắm hả Trăng Anh? Anh biết chuyện rồi hả? Em xin lỗi. Còn từ nào khác không? Từ này nghe quen quá rồi. Quen đến nỗi là bây giờ tôi muốn cắt luôn hai cái lỗ tai tôi. Em tới gặp anh không phải là muốn tiếp tục lừa dối anh nữa, mà là em muốn nói cho anh biết quyết định của em. Tôi chả biết cái gì hết á. Cái tôi muốn bây giờ là không muốn gặp cô nữa. Em nghĩ là anh cần được tôn trọng. Em muốn nói rõ ràng cho anh hiểu. Anh Duy Tân, em và anh chia tay thật rồi. Trời ơi, Trang Hạnh ơi, Trang Hạnh, sao cô có thể đối xử với tôi vậy hả Trang Hạnh? Tôi đã tôn trọng cô rồi mà, tôi cho cô quyền tự do quyết định cuộc sống tương lai của cô. Tại sao vậy? Tại sao cô hết lần này tới lần khác? Cô tạo cho tôi cái niềm tin, xong rồi cô đạp đổ nó. Cô xem tôi là muốn đột chơi phải không? Hả? Anh cứ chửi em đi. Thật sự là bây giờ chuyện đã tới mức này rồi, em không thể nào, em không thể nào thay đổi được nữa, anh hiểu không? Đi về đi. Tôi lại cô. Tôi quỳ xuống nè. Tôi lại cô mà. Nhưng mà anh như vậy làm sao mà em về? Đi về. Đi về đi, tôi năn nỉ đó. Đi về đi. Em đã lừa dối anh nhiều rồi, nhưng mà có một chuyện em không bao giờ lừa dối anh. Em yêu anh là thật lòng. Oh.
Con dâu à, sao giờ này mà nhà cửa còn bề bộn quá, con không lau dọn gì hết trơn vậy con? Anh à, sao anh ở nhà suốt mà anh không phụ dọn em vậy? Em đang vào đợt công việc nhiều, bận quá trời bận luôn à. Mà mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy anh cũng không biết chia sẻ giùm em nữa. Để má trách em kìa. Con trách chồng con vậy là đâu có được. Mấy cái chuyện này là chuyện của đàn bà, con gái. Mà con lấy chồng rồi là con đã làm dâu làm vợ thì con phải hiểu chứ. Rồi mai mốt có con nữa phải làm gương cho con nữa chứ. Dạ con xin lỗi má. Tại vì từ khi con sanh ra con không bao giờ nghĩ rằng con sẽ lấy chồng để làm gì. Vì vậy con không hề có kiến thức làm vợ, và làm dâu thì càng không. Còn chuyện làm mẹ có con, điều đó sẽ để con xem xét lại. Lâm, vợ con nó nói vậy Lâm. Nè. Dạ. Ý em phải vậy phải không? Nè, nói lại cho mẹ hiểu đi. Em xin lỗi anh. Con xin lỗi má. Con có chuyện gấp cần phải giải quyết. Trời đất ơi Lâm, con tính coi làm sao nghe, chứ má thấy không được rồi đó nghe. Gõ cái này không có vui. Đây, dạ. Bây giờ để ông ngoại hát cái bài hồi xưa ông ngoại hát cho bà ngoại nghe. Giờ hát cho cháu gái ông ngoại nghe nghe. Giữ tay, giữ tay, giữ tay ô. Tiền cường la rời tù hà em ơi. Tăng 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 tăng. Đường dài mình mong anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lứa bên hết cây chèn tâm tình à. Không thương thân em một mình à. Tiếp tục à. Hai ba. Cào xanh ra rời tù hà em ơi. Đường dài mình mong nó. Tôi mệt quá bà. Trời ơi. Ơi lớn tuổi rồi ông ngại không có được hát như giống hồi xưa được nữa. Ba mẹ hát cái gì cho Bảo Nghi mà con nghe vui quá vậy nè. Trời ơi hát cái bài hồi xưa dù nhớ dù hát con ơi. Ờ đi đâu đó? Dạ con đi giao đồ cho khách. Ba với mẹ coi Bảo Nhi giùm con nha. Rồi đi đi. Rồi cảm mẹ nè con. Đi giao đồ khách đi. Tên ba con đi nha ba mẹ. Đây cứ ở ngoài đi. Ông ngoại bà ngoại coi chừng. Để mẹ đi làm. Mẹ đi giao hàng cho khách để kiếm tiền mua sữa cho con. Thôi bà ơi. Nói cho bằng đềm sườn lắm. Thôi ổng nó vô đi. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Em à, chuyện nhỏ nhặt vậy cũng giận nữa hả? Anh thừa biết em không đủ kiên nhẫn mà. Anh biết tính em rồi mà. Em à, má lớn tuổi rồi, tư tưởng cũng cổ hủ hơn mình. Giận má làm chi em? Anh đừng có bắt em phải cao thượng, trong khi em không có đủ cái đức tính như vậy. Em cảm thấy ngột ngạt lắm. Em cần được thở. Chứ nếu không á, em sẽ nổi điên lên và không kiểm soát được đó. Thì giờ em định đi đâu?
đi qua nhà mẹ hoặc đi đâu đó, chuyện nhỏ mà. Khi nào về? Bao giờ cảm thấy hết ngột ngạt thì thôi. Khi nào hết ngột ngạt? Anh đừng có hỏi em như vậy, tại vì câu trả lời không có thuộc về em. Em không nhớ anh hả? Anh đừng có hỏi khó em như vậy. Anh thừa biết tính em rồi. Em yêu tự do và thoải mái hơn bao giờ hết. Anh hiểu mà. Dạ thưa má. Má. Ủa, bây giờ con định đi đâu vậy? Rồi đi chừng nào về? Dạ con có việc đi công tác, chắc cũng về sớm thôi má ơi. Dạ thưa má con đi.